con cô bác. Ôi, hồ Bích Trâm đi đi xe xịn nè, đó, xe xịn hơn xe không vừa nhiều. Tự lái xe luôn hiểu. Ê, hồ Bích Trâm kìa, hồ Bích Trâm kìa. Ui, hồ Bích Trâm. Ê, em hồ Bích Trâm ạ. Dạ. Em là hồ Bích Trâm hả? Dạ. Anh yêu em từ lâu rồi mà giờ mới gặp em đó. Em có thể làm vợ anh không? Dạ không. Đúng hả? Trời ơi, xe đẹp quá. Ê, má em. Má em. Má em hả? Dạ, bà ngoại em còn sao? Hai mẹ con không giống nhau hết trơn. Dạ. Em đẹp hơn má em nhiều. Thất vọng quá. Tự lái xe đi làm đúng không em? Dạ. Trời ơi. Đã. Chào rồi. Sao mà đi gái nữa nhưng mà lái xe rồi chẳng hạn vậy? Ủa chứ lúc nãy lái xe kẹp tại vậy rồi. Tôi lái anh. Chắc xe đẹp quá vậy? Đẹp đó mà, xe cười cùi bắp. Xe đẹp quá chị. Xe ơi, đẹp cùi bắp. Sao nước nồi quá vậy gái? Dạ nước nè. Nè kìa nước kìa gạt kìa. Đâu? Quá trời gạt kìa. Đâu? Gái mà gái nước mà bông... không có gọn. Mềm. Gái mà không gọn gàng gì chưa? Mềm. Còn bầu à, mặc đồ bà ba mà lái Mercedes Benz đều dữ ha. Mercedes được. Đã quá, xe đẹp quá. Để đem ve cho anh lái đậu chắc. Cái gì vậy? Trời ơi. Bên kia đó. Ở giờ. Ông bà ơi giờ. Ông ơi giờ. Giấu rồi, giấu rồi. Giấu cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái quan trọng kêu giấu. Ôi anh đâu có ấy đâu, anh lấy xe vô cho. Cái bánh. Bánh hả? Dạ. Để anh đậu cho. Rồi đó anh khám phá đi nha, toàn lên. Thôi anh không khám phá đâu, anh đậu xe giùm cho. Chầm găm nữa. Ê, lấy xe, cắt xe giùm Hồ Bích Trâm nha, quý bà cô chú. Trời ơi, cắt tôi rồi. Phải đậu vô đàng hoàng. Đậu vô. Ôi. Sao chân ngắn quá vậy? Sao chân ngắn quá vậy? Đó anh. Cái chân em ngắn quá vậy? Ngồi sát quá vậy? Em ngồi sát chứ em ngồi xa à, được. Cái này thắng tay hả? Ủa không biết xài em ơi, xe này không biết xài rồi. Trời ơi. Không biết vô số luôn. Thôi không biết xài. Đây, số đây. Ở vô số đâu? Đây là R là ve nè. Ve thì số nó gì vậy? Ở số đây hả? Dạ, ý R là nó sẽ hiện lên cái da này, nó hiện lên cái camera 360. Ồ. Rồi, hạ xuống đây là chạy nè, là D, là chạy. D là chạy hả? Dạ. Cũng giống D, cũng giống xe anh hả? Ủa mà ngộ ra tần số ngộ xuống thắng tay đâu? Không có thắng tay luôn, nó tự động luôn. Ủa vậy hả? Vừa xuống hả? Anh vừa xuống anh nhấn cái nút này nè. Là thắng tay là hả? Là nó tự động nó thắng lại cho mình luôn. Ồ, giờ nhấn mà xảy ra không? Không có xảy gì luôn. Anh lên anh chỉ cần gạt xuống là chạy thôi. Ồ vậy hả? Giờ đậu xe đi. Anh chạy đi. Trời ơi, sao mà anh ngồi tướng PD vậy? Anh ngồi nhu mì đó. Đậu xe đâu? Anh đâu biết. Đậu dưới gốc dừa thì dừa nó cũng bể xe đâu. Đây nè, đậu nó nhẹ nhàng quá. Có mấy bà anh chị cô chú nhìn khung dừa lái xe, mấy anh chị cô chú nói khung dừa lái xe không có chuyên nghiệp. Khung dừa biết lái thôi chứ đâu có lái chuyên nghiệp được quý bà cô chú. Dạ đâu có giống. Mày có diễn không? Dạ hôm nay đâu quay đây đâu. Rồi. Nhưng mà giờ cô xin cô chú đậu này, mình đậu ngoài cũng được anh em. Đậu vô luôn đi. Đợi chạy nhà tao chưa xin nữa. Không, mấy này cô chú mình đã đóng phim rồi mà, cô chú biết mình mà. Xe hỏi thì để xe cho cô chú luôn. Đó. À, bữa trước có Khương Dừa mượn lái xe anh Bảo Trung, Khương Dừa lái có mấy diễn giả vô la Khương Dừa nói sao xe người ta lên mượn chưa mượn sao chạy. Trời, mượn mà mới chạy chứ sao không mượn sao chạy được. Trời cô có đang nhìn ra nè. Cô ơi con tới vào xe cô ơi. Bấm vô. Ồ, bấm vô lại dừng lại hả? Dạ đúng rồi, bấm vô là dừng lại là xong nó vừa anh dừng... tắt máy xe là nó tự động nó thắng tay cho mình luôn. Ừ. Đã xe anh nhiều ha. Cái này là màn hình cảm ứng nè. Cảm ứng hả? Vậy hả? Cái này anh nhận, này cái nút đây. Cái nhạc cảm ứng nè, chưa cắm thẻ. Về cái ngôi nhà chung nè. Đây có nhạc nè, radio nè, định vị nè. Wow. Nhạc là điện thoại, kết nối. Rồi hệ thống nè. Hệ thống thì mình chỉnh cái đèn màu xe này nè anh. Không, cái xe này cái gì nó cũng hiện đại mà cái chỗ này nó để rác được nhiều hơn anh nữa. Có hai thùng rác. Đâu có rác gì đâu, toàn là nước không á, bà Thanh mới uống không anh. Xe này có thùng rác nữa, không có. Trời ơi, nước có Colamen nè. Một xe luôn. Xe này có thùng rác nữa, xe không vừa không có thùng rác. Trong này có rác quá nhiều nè. Ơi. Ôi trời. Kẹo quá. Cái này là anh biết sao không? Còn cục ăn được không? Cục ăn được. Dạ được. Cái đó là tại buồn ngủ á. Tại em buồn ngủ quá ha, là phải có kẹo trên xe. Cho nên là không có là cái xe. Cái này nó có xe chìa khóa ha?
Nó tự động hả? Không, có chìa khóa nhưng mà chìa khóa tự động. Tự động hả? Không mà rác một hồi mình hớt mình đi dục nha. Đây cái này là hai người xuống đây cho tôi nhờ chú coi. Trời ơi trời ơi, ba tính ngoài nè. Đất ơi. Đâu có quen anh đâu. Hả? Quen cũng vừa nè, anh Tấn quen nè. Em đâu quen anh. Em đừng có xạo, em xui. Trời ơi, tại người ta đi xe sang á. Em lên đây. Em chạy xe em đó. Anh ơi, anh vé số hả? Khương vừa đây là đây Hồ Bích Trâm. Con gái vé số anh đem mua cho mấy tên ơi. Thằng dữ thật, sao ra đây? Ủa? Chưa kéo lên. Hồi giờ xe hồi giờ xe cũng vừa có lẽ đè xe cũng vừa đẻ lắm nên cũng vừa chạy xe cũng vừa nhỏ lắm đi nên mình đi thiện nguyện mình đi vô mấy đường nhỏ nhỏ chạy suốt vậy không sao không có sót rồi không sót của cái mấy xe này đi vô mấy đường kia cái đường nó thấp á nó sẽ khó đi với lại sẽ dễ bị cày suốt. Bữa nay bữa cuối rồi. Đậu xe không? Ủa vậy hả? Cuối. Đậu xe không? Đây là sư phụ của Tấn Hoàng nè. Hey. Đệ tử. Chưa từng thấy luôn. Có thấy nhiều chưa? Có nhiều quý khán giả nói Khương Dừa cỡ tuổi Khương Dừa mà đi gọi anh Bảo Chung với anh Tấn Hoàng là anh. Khương Dừa mới nói là dạ trong nghề mấy anh là mặc dù biết lớn tuổi nhưng mà tại vì mấy anh là trẻ nên kêu anh em dễ làm việc. Đúng rồi. Chứ không có gì hết trơn á, chứ phải ở ngoài ví dụ là gia dế thì mình phải kêu một chú, còn thậm chí kêu một ông. Tại Khương Dừa rất là trẻ, mà Hoàng rất là lớn. Ý mà nói tôi gần chết hay sao không? Tôi còn sống mà. Nhưng mà tại vì trong nghề nghiệp thấy không, bà con cô bác thấy không, chúng xem nhau thấy không? Em xem mà. Đó, ừ. Như hai anh em thấy không? Đó, anh Hoàng với anh Bảo Chung đâu có già đâu, mình tự nhiên kêu chú chi cái khó làm việc. Ủa hôm nay chú Bảo Chung còn không con? Dạ, chú luôn, kêu chú bằng chú luôn. Chú là nói với Bích Trâm, Hồ Bích Trâm là kêu chú bằng chú. À, kêu theo kêu theo Hồ Bích Trâm. Dạ. Chú Bích Trâm xong rồi. Xong hả? Hả? Liên thư máy của anh rồi. Không biết nữa, không biết liên thư máy nữa. Đệ tử của em. Đệ tử của em đó là quay đi chú Hoàng, quay đi vài cái rồi bắt đầu mai lên một lượt với cô Dừa. Ba. Phải. Bây giờ ba phải làm mấy cái clip trôn má Hoài An, má Hân Quỳnh đồ đó. Đúng rồi, chờ tới là ba chọc hết á. Phải đạt chỉ tiêu chứ không được là một tuần lễ là em lỗi nha. Đó, thấy chưa, đúng em bị hâm sư phụ hâm rồi đó. Sư phụ nó mà không có liên tục mà đưa lên YouTube nghe là tự nhiên bị loại à. Đó, bây giờ mới suy nghĩ nè, mới biết làm sao mà cho đến khán giả thích nè. Hồi tối em về em qua vợ con em ngủ em còn mở em nghe anh hát anh với Diễn Thắng hát. Ừ. Đêm buồn khúc thị với lá hương cuối cùng. Trời đúng ơi, không? Con ơi, ba mở cái YouTube con vừa đâu ba thấy trời ơi quá trời. Thật sự là Tấn Hoàng bị đúng là của lũ sĩ rồi, không biết con cháu này như thế nào hết. Con của ba nói ba mới thôi mở cái kênh con vừa quá trời khán giả. Quá trời khán giả cũng khiếp lắm. Không giống như anh chị nghệ sĩ là anh chị nghệ sĩ có một lượng khán giả rất là lớn nhưng mà mình chưa không có biết khán giả của mình họ nghĩ về mình như thế nào. Đó như em thì ví dụ em có một lượng khán giả của em nhưng mà em đăng lên YouTube thì khán giả em sẽ bình luận có người khen người chê có người chửi đó mình biết. Còn như anh mấy anh chị mà thời anh chị nghệ sĩ diễn viên như anh vậy hồi trước biết khán giả không ra đường mới gặp họ thương luôn. Mình không biết tương tác bây giờ phải làm YouTube để họ biết tương tác. Thôi lại 4 chấm rồi ai cũng YouTube được đó ba, mẹ con còn làm YouTube mà. Ý ba nói là ba lo đi làm, ba lo tập tuồng quay phim, ba không biết ai là ai hết trơn. Dạ. Bây giờ ba mới lên YouTube ba. Vừa vô Hồ Bích Trâm rồi ba mới thấy quá trời khán giả. Yeah. Còn nữa con nhờ ba một chuyện nha, ba trên mẹ con giùm con nhé. Đúng rồi. Ba cua mẹ tính giùm con nha. Ủa mẹ lên chơi. Con gái mẹ có 10 giờ. Con gái đứa gì mà kêu kêu trên mẹ mình. Mẹ con thích mà. Mẹ thích lắm. Nhưng mà trên mẹ vui lắm. Ba một hồi nữa là mẹ tới một cái là ba nhào ra ba trên nha kêu nghe đồn là ở dưới quê em ở mình vậy đó anh cua em nha. Bả nghĩ thì không nhà không có rồi, bây giờ được gả. Dính kèo có chừng dính kèo á có chừng. Bây giờ gả ba cho mẹ luôn, thấy không? Thì đó một hồi nữa con làm ghét là cả ba Tấn Hoàng cho mẹ tính miền Trung. Nhưng mà nó nói vậy là biết mẹ nó ba hợp tác với con để trôn mẹ nha. Rồi một hồi nữa coi bà cười xỉu luôn nè. Ừ. Có chừng anh bị trôn ngược lại á. Trời ơi, mấy vậy mới e thẹn là coi như là ngồi hết cả những buổi chiều luôn á, khỏi đóng được luôn á. Mấy đứa giỏi giỏi vậy nó phải khùng, nó khùng nó mới giỏi được. Không ai mà gả mẹ cho người ta hết trơn á. Phải gả tôi biết mẹ nó có chịu tôi không. Vậy chứ má Hoàng thì sao ba? Thôi Hoàng từ từ tính con mẹ con trước đi. Từ từ tính hết á.
ba cũng có sức người có hạn, không có cao ba người cho chịu nổi. Bây giờ ba không có biết gì nữa, bây giờ ba chuyển qua bóng được 2 năm rồi. Chuyển qua được 2 năm rồi. Chuyển qua gì? Chuyển qua bóng, ba chuyển qua được 2 năm rồi con. Giờ nếu ba thấy mẹ con, ba chuyển lại thôi, có gì đâu, đâu có sao. Thôi ba bây giờ gì giống như kênh vậy, chuyển qua. Giờ ba đứng đây ba làm cái lễ bàn giao xe giùm con nha. Mẹ gì ba cho anh Phước luôn rồi. Đổi xe hết, mua xe. Anh đi có một phim của con thôi mà anh đổi xe luôn. Bây giờ nghệ sĩ đi hết giống như xe hơi rồi, gặp em là diễn chung cái anh đòi mua xe là mình bán luôn. Ủa cái clip gì mà Khương Dươi đi xe báo chung, báo chung cho anh bán em rồi. Dạ hả, đã cho ta. Trời, ba đi chạy ngày chán là bỏ nhà luôn rồi. Để bàn giao xe rồi. Rồi bây giờ con bán xe này cho Khương Dương con đi xe gì? Dạ con đi bộ. Đi bộ, đâu có tiền nữa đâu. Ủa vậy con bán xe này làm phim hả con? Dạ đúng rồi. Ủa, con cầm rồi. Con cầm rồi, với lại ba. Con mới mua chiếc xe 54 chỗ ngồi. Sao giống xe đò vậy? Dạ xe buýt chứ. Chạy xe buýt. Chúng ta chạy xe buýt. Mày lấy bàn giao luôn con Khương luôn. Nổ ghét quá vậy, không giả có nhiều người vô nói nữa. Dỡ nha anh em nghệ sĩ gặp nhau là dẫn chơi vậy đó. Dạ. Ừ. Chưa quay thì phải dẫn chơi nó vẫn chơi, vui có không khí. Vô nghề bắt đầu mới quay mới làm. Chứ cũng có YouTube nè mà sao chớn quay gì chân luôn nha. Trên. Dạ. Nét Điện Quân luôn nè. Sao con không biết quay cái gì đâu. Facebook của con tặng đọc Mộng Trinh. Mộng Trinh. Bữa là tên là Quyến Phi. Thôi đổi thành Diễm Trinh. Giờ đổi thành nào Mộng Trinh luôn. Tại vì Hà Trinh là ở ngoài tên Hà Trinh, Tinh Tinh luôn. Lấy tên Tinh luôn cho dễ thương. Nhưng mà một cái YouTube là phải quay tới 10 phút không anh? Ừ. Đúng không? Đâu phải quen tiếng là anh phải quen tiếng nhanh. Phải nói hết tiếng là mới được nghe nha. Là hết luôn á. Bộ khùng sao nói hoài á. Nó có thời gian đâu chứ. Tiếng hồ khó mà. Mới nói nào một tiếng nào không coi luôn á. YouTube bắt trong đó. Thôi, giờ thôi khỏi đi. Chơi nói một tiếng nói sao nổi. Sư phụ này khó lắm. Sư phụ muốn nói gì nói. Lát nữa té xong xong. Này thật không ta? Không biết nha. Em hôm qua có miễn giao em kể cho anh nghe cái xong này em nhảy một lần rồi. Em nhảy xong về em tắm 7 ngày chưa hết môi mùi bùn. Chết rồi. Biết không? Anh coi đi, đó là bò với lè, người ta nuôi bò nuôi heo nhiều lắm. Chết rồi, vậy là gần cái cống thải ra đúng không? Không, tất cả đều thải ra. Bây giờ đổi da được không? Hả? Giờ đổi thì không té xong. Chị, chị muốn đổi dai không? Chị muốn không? Đổi dai không? Lương tỷ đây. Em quay rồi. Lại từ đầu. Nhà sản xuất nha. Bây giờ mình đổi á, vì hay về té xong mình té hồ bơi được không? Anh té, em vớt em lên. Chứ anh đâu có té. Nhưng anh mà em té xuống được không? Cũng bị nhân thôi. Tự nhiên một người té là anh phải nhảy xuống anh cứu người ta mà. Anh lấy tên anh vớt được chị. Không được. Bà ra rồi rửa xong anh lên chắc được. Em không biết bơi. Nên anh lấy cây, anh lấy cây anh thiều lên. À, ở dưới quê là thường là người ta có nuôi heo, nuôi bò là khi người ta tải ra xong á. Một lần con nhảy xuống là con về con tắm 7 ngày nó chưa hết mùi nữa. Trời ơi, uổng công mấy cấp trăm rưỡi trăm. Nhưng mà chị xuống chị tắm thử đi một hồi lên chị trắng bum mà. Lần đầu tiên chị được gắn lông mi rồi làm đẹp lên, mặc áo đầm trong phim á. Bữa giờ mặc áo bà ba không à, mà bị té xong. Cái mùi heo đối với con là bình thường, con còn kể là hồi xưa con bên bình thường con nuôi heo mà con nói. Không, với quận nữa nuôi heo thì đúng đối với con nó bình thường. Nhưng mà bây giờ con đâu có sợ, mà ấy là nó bám mùi. Đó, con làm sao nhưng mà anh Khương với là chị Trinh nè. Chú đóng quạt anh bắn không? Đó, mà nuôi heo hồi nhỏ đó nè. Nó trong ký ức vui vẻ kể nào đó nuôi heo mà được cái kiệt luôn á, bán heo mà được cái kiệt luôn á. Heo cọt á, cười. Bữa đó kể vụ heo rồi. Bao nhiêu tiền nhỉ? Là mấy lượng? Dạ. Ngày xưa cái kiền vàng á mà cổ nè có cái mặt Phật á, mỏng mỏng ở bên trong cái ruột nó trống á anh là 750.000. Là bán con heo xong là được 780.000 là. Đó là mấy năm à, đó. À. Lúc em mới có học lớp 3 lớp 4 à. Nhà em nuôi heo nhiều. Nhà em nuôi heo. Con heo bán được 750.000. Có nghĩa là để con heo né nó đẻ ra được 12 con mà có một con nó bị cọt. Anh ấy để 12 con còn nhỏ nhỏ bị cọt là bị còi á, bị còi á mà bà em gọi bị cọt không có nuôi được bán nó luôn. Không, bà tưởng nó chết rồi, ba em không có lỡ miệng nó kêu giờ con này nó gần chết thì mày cái lấy cái lấy không mà cho đó nuôi nó lớn được cho bán lấy tiền nuôi được hả? Cái xong rồi cuối cùng nó kêu lấy nuôi mà đó nhìn heo giống như thú cưng vậy đó chị, thích lắm mà ở nhà ông bắt nuôi heo hoài à. Cái xong rồi cái giao nhiệm vụ giờ tao cho mày con heo này là mày phải nhà nấu cám cắt da lan. Em nuôi riêng con đó. Không, nuôi nguyên bầy luôn. Nó nói là cho một con để dụ nuôi nguyên bầy. Giờ xong rồi nó cọt. Nó nói heo cưng phải cái cưng mình dương heo đỡ. Xong rồi tới cuối cùng nó nuôi bán. Ba mà dụ con vậy. Ý là
ý là lấy cái đó ra làm động lực cho con mình để nó chăm bây em. Bây giờ cái kiện đó đâu, bây giờ có kiện nó mới hay nè. Cái kiện nó trời, bây giờ nó được, già rồi, nó ba bán. Vậy không ai tin, không có kiện không có tin. À có hình mà, ngày xưa có hình mà. Bây giờ bán được bao nhiêu tiền? Cái kiện nó ngày xưa có 750.000 một cái kiền mà kiền ơi. Họ 750.000 rồi đó là mắc tiền à. Thì đúng rồi, thì bán được con heo luôn đó anh. Một con heo 750.000 là nhiều lắm á. Thì heo 50 triệu. Cứ heo nhiêu? Heo chừng mà tùy con. Cái gì mấy triệu? Thì mấy triệu? Heo mấy triệu chứ nhiêu? Con heo quay mà 10 kg là đã 3,5 triệu rồi. Heo quay nó mắc ở đây mắc chứ heo hơi cũng nhiêu em. Thì heo ơi, tính lên nó trừ hai lần là khoảng 10 triệu con. Dạ. Rồi, chứ nhưng mà ngày xưa mà 750.000 thì chưa tới 1 triệu là nó lớn lắm rồi đó chị. Rồi, 750.000 chưa tới 1 triệu biết mà. Thằng nói. Rồi, anh em mình đâu ra dạ, chào bà con. Anh em đi khác hả? Đi nhà ơi. Hãy đăng ký kênh YouTube. Ba tấm hàng Official. Vừa đi thay đồ để Khương vừa quay cảnh tiếp theo. Ủa, cái trang Official để anh chi? Để chúng ta đón xem phim. Bữa nay anh đi Tết. Gì có đi sao? Đó. Anh gia cấp đây để em thấy em mua nữa nha. À, mệt đây chào khán giả. Đi quay không vừa hết sắp đi chơi. Dạ chào tạm biệt các bạn, con quát hẹn lại bà con ở trong một tiếp theo. Bye bye mọi người nha. Buổi sáng mình giác.